bạn. Đó, bên ngoài á là mình ốp vảy cá ha, ốp vảy cá loại sambo. Sambo là khẩu độ của nó là 20 8 ly, và sơn trắng. Đó, đơn giản lắm, vì kèo nè, cột nè, lập tôn nè, các bạn muốn đơn giản á thì các bạn không cần làm nền móng. Các bạn làm móng cột như nè, các bạn chỉ cần đổ cái móng trụ này cho mình thôi. Đó, các bạn gài móng. Đó, cái này là làm nhà ở là rất là ok luôn nha. Đó, các bạn có thể lát gạch trực tiếp luôn, tại vì dưới đây nè là mình lát sàn sambo. Sàn sambo xong rồi mình lát gạch trực tiếp luôn. Nếu bạn không thích lát gạch á, bạn có thể là dán vinin, lát gỗ thiên nhiên. Đó, đó, nhìn rất là đơn giản nhưng mà người ta sống một cuộc sống rất là tuyệt vời luôn nha. Mình đâu có thấy nó là nhìn cái kiểu nó rất là sang trọng, phong cách của Mỹ nữa. Các bạn nhìn đi, các bạn nhìn thấy hình ảnh qua mạng của những người khác á, nó không thực tế đâu. Còn mình đi quay cái công trình của mình mà từ trước giờ các bạn á hỏi mình là nhà tiền chế, nhà mẫu, xin nhà mẫu. Lý do là mình không đưa là vì sao? Là mình sợ người ta chôm hình ảnh của mình thôi. Nè, cột sắt nè. Đó, đó, cái này là văn gỗ nha, văn mạnh, gọi là còn văn mạnh á. Đó, đó, mái thì mình có thể là lợp nhiều cái vật liệu khác nhau như là tôn giả ngói nè, dập sóng ngói nè. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Không có như các bạn nghĩ đâu, các bạn nói nhà tiền chế này kiểu này là xấu, tại vì các bạn không mua thiết kế nha. Làm nhà là phải mua thiết kế, mua thiết kế của kiến trúc sư, họ mới tính toán cho bạn được cái nhà tuyệt vời. Chứ các bạn mà ra mà mua cái kêu mà thợ bên ngoài làm á, họ sao biết làm cái này, họ chỉ làm nhà khung sắt vách tôn thôi. Đó, quay cho các bạn xem nè. Đó, lát gạch. Đó, bậc thang nè, đơn giản hiện đại. Nó không có gọi là cái mẫu nhà tiền chế truyền thống đâu, nó còn sang trọng hơn cả nhà xây nữa, mà còn tiết kiệm hơn nhà xây rất là nhiều nữa. Dễ sửa chữa, dễ thay thế, dễ bảo trì. Đó, đó.